lên 1, 2, 6, 7, lên. Và chào mừng tất cả các bác cùng quay trở về với Quân Audio. Và tiếp tục video thì buổi tối ngày hôm nay em sẽ lên một video giới thiệu cho tất cả các bác với một cái dòng sản phẩm lóng hổi nhà em mới về cho các bác. Đó chính là những cái bộ mic Dialia, một thương hiệu đến từ nước Mỹ các bác nhá. Đây là một dòng mic chuyên sự kiện. Một dòng mic chuyên sự kiện các bác nhá. Đây là một dòng mic chuyên sự kiện với công nghệ thương hiệu của Mỹ, nhà máy sản xuất tại Trung Quốc. Và đây là một dòng mic cũng khá là hiếm trên thị trường hiện nay, và đặc biệt là cái dòng mic này là một cái dòng mic khá là chuyên nghiệp cho các bác làm chuyên làm sự kiện. Và đặc biệt hơn nữa thì là ngày hôm nay thì bên này em sẽ cung cấp cho bác với cái giá rất tốt. Giá em khẳng định luôn là phải là sự với nó các bác, là em không nghĩ rằng là em nó lại tốt như vậy và giá thành lại rẻ như vậy. Thì ngày hôm nay em giới thiệu qua một chút cho bác cùng tham khảo với những cái bộ mic này, và sau đấy em sẽ cho các bác một cái giá rất tốt các bác nhá. Giới thiệu qua một chút rồi. Mặt đằng trước đây chúng ta cũng có phím công tắc nguồn này. Đấy, công tắc nguồn nó là công tắc chứ không phải là nút ấn nữa. Được chưa? Volume phím chìm. Đây. Được chưa? Đây, các cái tần số, con này mã DA880 các bác nhá. Mặt hiển thị rất là đẹp. Đây, mặt hiển thị rất đẹp. Và đặc biệt hơn là cái bộ mic này, nó là cái dòng mic chuyên sự kiện cho nên là sóng của nó rất tốt. Các bác nhìn chưa? Em bật một tay mic thôi nhưng mà ở đây nó có hiện cả hai sóng luôn. Lên 6 7 lên. Quá chất lượng luôn, thực sự bác, trong tầm tiền ngày hôm nay em báo cho bác bộ mic này rất xứng đáng và xứng đáng đồng tiền. Rồi mà đằng sau chúng ta cũng anten này là anten xoáy các bác nhá. Anten xoáy này, hai đường input và output này của Jackalon các bác kết nối với mixer này, và một đường line 6 ly. Dòng mic này nó là công nghệ thương hiệu và nó được sản xuất theo dây chuyền giống kiểu Rinaka các bác nhá. Rinaka một thương hiệu của Mỹ rất nổi tiếng rồi. Và dòng mic này thì cũng vậy. Đây cho các bác xem nội thất luôn. Trước hết là các bác nhìn qua cho em cái hai cái hộp sóng ấy đã. Hai hộp sóng này em bao sóng cho các bác trên 100m. Bao cho các bác hộp sóng này trên 100m thoải mái, các bác làm sự kiện không phải gì phải nghĩ luôn. Và đặc biệt cái dòng mic này thì tiếng của nó rất là sạch sẽ. Tiếng rất sạch sẽ các bác nhá. Bác nào mà biết hát một chút thì thực sự là cái con mic này là nó đáp ứng được cho các bác rất là tốt với cái độ nhạy cũng như là cái sự sạch sẽ của bộ mic này. Một dòng mic chính hãng, sản phẩm xịn sò, không các bác nhìn thì mạch là biết thôi. Toàn tụ nhôm, được chưa? Xử lý toàn tụ nhôm, hộp sóng rất to. Đấy, rồi cho các bác xem tay xong em báo giá luôn cho các bác cùng xem cái sản phẩm này nhá. Đây. Hiện tại sản phẩm này về thì em chỉ có vài bộ thôi, em không có nhiều. Sản phẩm này có tự ngắt các bác nhá. Đây cho các bác xem. Sơn zin, được chưa? Sơn zin. Đấy, củ đây, củ zin luôn. Được chưa? Một dòng củ UHF. Được chưa? Con này có tự ngắt và đặc biệt là các bác làm sự kiện con này thì quá ok luôn. Đây các bác nhìn này. Nó độc đáo ở cái này, cái tự ngắt của con này nó lại làm bên trong thân này các bác nhìn thấy chưa? Đây này. Ọp ở trên, on ở dưới. Ví dụ là khi các bác mà bật tự ngắt lên thì các bác gạt cái công tắc này xuống dưới. Đấy, còn khi mà các bác không muốn cho nó có tự ngắt thì các bác gạt lên trên, ọp nó đi. Tức là mình bật tắt tự ngắt hoàn toàn ở trên cái tay mic luôn. Đây các bác nhìn chưa? Rất độc và lạ luôn. Đấy, dòng sản phẩm quá đẹp luôn. Tay chân của nó quá đẹp luôn. Đấy các bác nhìn chưa? Và đặc biệt là giá ngày hôm nay sẽ rất tốt nha. Alo để tiếng mic xong báo giá luôn cho các bác cùng mình tham khảo nhá. Đây. Bật luôn này. Đây các bạn nhìn nha. 1, 2, 6, 7, lên. 1, 2, 6, 7, lên. Quá chất lượng luôn quá nhá. 1, 2, 6, 7, lên. 1, 2. Rồi em báo giá luôn để cho các bác cùng tham khảo ngày hôm nay. Thực sự với cái mỗi bộ mic này, nó chất từ cái cục nguồn luôn. Các bạn nhìn chưa? Đây, từ cái cục nguồn luôn. Nó rất là chất. Cục nguồn này, cục nguồn zin các bác nhá. Nguồn zin theo nó luôn, 12V 1A, nhưng đây là cục nguồn theo mic luôn. Đấy, hàng em chỉ có vài bộ thôi chứ không có nhiều. Cả bộ phận là mic, bộ mic này hiện tại nhà em đang cung cấp cho bác với giá rất tốt, báo giá luôn để các bác cùng tham khảo. Hiện tại dòng sản phẩm này nhà em đang bán cho các bác với giá là 1.900.000 một bộ. 1.900.000 một bộ sản phẩm này nhà em sẽ bảo hành cho bác trong vòng 6 tháng nhá. Bảo hành 6 tháng cho bác yên tâm sử dụng luôn. Với một dòng sản phẩm mic chuyên sự kiện Dialia, một dòng thương hiệu đến từ nước Mỹ các bác nhá. Nó là thuộc công nghệ và dây chuyền sản xuất của Rinaka. Được chưa? Đây các bác nhìn, kể cả là về thiết kế luôn, thiết kế tai mic cũng như là thiết kế đầu thu, rồi vỉ mạch. Đây các bác nhìn thì các bác phải biết, đây là sản xuất theo công nghệ của dòng mic Rinaka đến từ Mỹ. 1, 2, 6, 7, đây. Rồi em sẽ lấy cái con mic này để em sẽ thử hát cho các bác nghe. Nghe thử 1, 2 câu karaoke để cho các bác cùng tham khảo xem là dòng mic này như nào. Với những bác nào mà yêu thích cái sự sạch sẽ thì bộ mic này thực sự là một cái sự lựa chọn rất hoàn hảo. 1.900.000 một bộ với giá thành rất tốt, và em chỉ có vài bộ thôi, không có nhiều. Nên các bác nếu mà thực sự mà muốn
có nhu cầu cũng như là muốn sở hữu bộ mic này thì có thể nhanh tay liên hệ cho bên em. Số điện thoại 0982 838695 để đặt hàng với sản phẩm này. Bộ mic chỉ có 1.900.000 thôi. Các bác nhận hàng được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Bảo hành 6 tháng các bác yên tâm sử dụng luôn. Được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Đấy, ưu ái cho các bác rất nhiều luôn, rất lớn luôn. Rồi em sẽ thử test cho các bác thử một chút cái karaoke để cho các bác cùng nghe xem là cái chất lượng âm thanh của con này như nào nhá. Rồi, sẽ chọn một bài hát này. Quá ngon. Lên 6 7 lên. Lên 1 2 3 1 2 3 4. Các bác chỉ có 1.900.000 một bộ mic này, một dòng mic chuyên sự kiện luôn, rất chuyên nghiệp. Tay mic đầu thu thì em cũng lên cho các bác cùng xem rồi, tham khảo rồi. Và nếu như các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Số điện thoại 0982 838695. Ok, cảm ơn các bác rất nhiều cùng xem video bên em ngày hôm nay. Vui vẻ nhá, đi qua vui vẻ bỏ ra 1-2 giây cho em xin nút like để lấy tương tác cũng như là đăng ký kênh nút đỏ phía dưới để cùng đón nhận và chờ đón những cái video, những cái sản phẩm tiếp theo bên em liên lục lên cho các bác. Xin chào và hẹn lại các bác trong những video tiếp theo.